Sau khi đọc yêu cầu bài toán, trước hết mình sẽ xác định giao điểm của hai đường tiệm cận. Hàm số có đường tiệm cận đứng là x bằng trừ một và tiệm cận ngang là y uh, bằng 1 thì ta sẽ chia được điểm y là giao điểm của hai đường tiệm cận sẽ có tọa độ là trừ 1 1 rồi bài toán nói cho điểm m thuộc đồ thị c người ta sẽ gọi gọi điểm m có tọa độ là x0 nhờ m thuộc đồ thị c Là sẽ viết y0 theo x0 chỉ là bằng x0 2 chia cho x0 cộng 1 thuộc đồ thị c À, bài toán cho chúng ta là uh, x0 lớn hơn 0 thì ta sẽ tính y phẩy chính là bằng chúng ta sẽ lấy tích chéo AD BC chính là bằng uh, 3 chỉ cho mẫu bình phương là x cộng 1 tất cả bình phương rồi bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C tại M phương trình tiếp tuyến sẽ có phương trình y bằng y phải x0 là 3 chia cho x0 cộng 1 tất cả bình phương nhân cho x chứ x0 cộng với lại y0 y0 chính là bằng x0 chữ 2 chia cho x0 cộng 1 rồi bây giờ muốn xác định giao điểm của phương trình tiếp tuyến tại m với hai đường tiệm cận thì ta sẽ lần lượt cho x bằng 0 và y bằng 0 mình sẽ để bước này cho các bạn tự làm và mình sẽ giải ra được rằng điểm P là giao điểm của tiếp tuyến của C tại M với đường tiệm cạnh đứng có tọa độ là chữ 1 x0 chữ 5 chia cho x0 cộng 1 à, điểm Q là giao điểm của tiếp tuyến tại C với điểm M sẽ có tọa độ là 2x0 cộng 1 chấm phẩy số 1 rồi chúng ta có nhận xét là diện tích tam giác IPQ chính là bằng 1 phần 2 IP nhân IQ sẽ bằng 1 phần 2 IP ta lấy căn lượng 2 của XP chữ XI -SI tất cả bình cộng IP chữ YI -SI tất cả bình ở đây chính là bằng 6 chia trị đối của X0 cộng 1 mình tính ra được là uh, iq chính là bằng xq trừ y tất cả bình cộng cho iq trừ y của y tất cả bình ta lấy căn bậc hai đi và mình sẽ suy ra được là iq chính là bằng hai lần trị đối của x0 cộng 1 và diện tích tam giác này bằng 6 mình nhận xét đây là một hằng số cố định mình sẽ để ra bằng con rồi mình sẽ tiếp tục cho bài toán kêu tính bán kính đường tròn nội tiết tam giác thì chúng ta có một công thức rất quan trọng đó chính là diện tích tam giác I P Q chính là bằng P nhân R trong đó R là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác và P là nửa chu vi của tam giác I P vậy ta sẽ suy ra được là R chính là bằng diện tích tam giác I P, chia cho nửa chu vi chính là bằng 6 chia P vậy ta sẽ suy ra được R max khi và chỉ khi P min do R và P tỷ lệ nghịch với nhau nên R sẽ mắc khi P min thì này tương đương với lại chu vi tam giác IPQ min bởi vì P là nửa chu vi nó cũng tỷ lệ với chu vi luôn và chúng ta có như sau mình sẽ ký hiệu chu vi là C chính là bằng IP cộng IQ cộng với lại PQ cái này chính là bằng IP cộng với lại IQ cộng với lại bây giờ chúng ta có PQ giờ đây mình sẽ vẽ minh họa hình như thế này giả sử điểm Y là giao điểm của hai đường tiệm cận nó như thế này thì giả sử điểm M ở đây không điểm M bất kỳ ở cách lại đây thì chúng ta sẽ có được tam giác Y PQ để ta nhấp vuông tại Y vậy ta sẽ sẽ được PQ chính là theo định lý Pythagore ta sẽ tính được PQ là bằng căn bậc hai của YP bình cộng với là YQ bình là ta đã chứng minh được ở trên đây 1 phần 2 IP nhân IQ là một hằng số và nó bằng 6 Thì sẽ được IP nhân IQ cũng là một hằng số là bằng 12 Ở đây mình đã dựng bất đẳng thức cosi ta được Cái này lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của IP nhân IQ Rồi sau đó mình đã dựng bất đẳng thức cosi bên trong ngoặc Được căn bậc 2 của 2 lần IP nhân IQ ở đây Đây chính là bằng 2 cộng căn 2 Nhân với lại căn 12 Và đây bài toán không hỏi giá trị nhỏ nhất của C và bài toán chúng ta cần xác định tọa độ của điểm M vậy thì chúng ta có được dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi bây giờ đây là áp dụng bất lần thức cosi cho hai số dương là IP và IQ vậy dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi IP bằng IQ này tương đương với lại IP chúng ta đã tính được ở đây IP là bằng 6 chia trị đối của x0 cộng 1 nó sẽ bằng EQ mình đã tính được là bằng hai lần trị đối của x0 cộng 1. Rồi. Cái này chúng ta nhân chéo lên, chúng ta sẽ được là tương đương với lại x0 cộng 1 tất cả bình bằng 3. Chúng ta sẽ tương đương lại với hai trường hợp, x0 cộng 1 bằng căn 3 tương đương với x0 bằng căn 3 trừ 1 hoặc là x0 bằng trừ căn 3 trừ 1. Do trừ căn 3 trừ 1 là số âm nên mình sẽ loại trường hợp này chỉ lấy trường hợp ở trên là x0 bằng căn 3 trừ 1 do x0 đá dương nên ta sẽ suy ra được điểm m nó sẽ có tọa độ là căn 3 trừ 1 rồi để tính im chúng ta sẽ lấy máy tính chúng ta sẽ nhập vào cho được im chính bằng 1 trừ căn 3 suy ra được là uh, x0 cộng với là y0 nó chính là bằng 1 với 1 là hết nè căn 3 với trừ căn 3 hết bằng 0 với đáp án đúng cho câu hỏi này là phương án A